Tissue xin kính chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chào đón cả nhà mình đã quay trở lại cùng với kênh Tissue Chu Du. Hôm nay Tissue sẽ mời cả nhà mình đi du lịch qua màn ảnh nhỏ cùng với Tissue ở hướng Phú Hài. Tissue đang đứng ở trên cầu Phú Hài cả nhà mình. Bây giờ là 10 giờ sáng. Thời tiết mấy hôm nay thì nắng không có mưa. Và lượng khách du lịch trong những cái ngày hè ở Phan Thiết mình, đặc biệt là khi mình có đường cao tốc, thì lượng khách du lịch về Phan Thiết khá là đông. Họ đi chơi ở Mũi Né, chơi ở Phú Quý, và đặc biệt vào những cái ngày cuối tuần thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật thì cả nhà mình đi ra Phú Quý. Nếu mà không đặt trước phòng ở cũng như là vé tàu thì nó có thể là hết nha cả nhà mình. Cho nên nếu mình có dự định là đi du lịch ở Phan Thiết mà ra đảo Phú Quý thì cả nhà mình nhớ đặt trước vé tàu và đặt trước phòng. Phòng thì cả nhà mình có thể là mình không biết thông tin phòng ở đâu thì mình có thể lên Booking hoặc Agoda, thì mình đặt ở trên đó thì phòng Tissue thấy khá là rẻ, giá trung bình từ 300 đến 600 ngàn đồng một phòng thôi. Ở đây là đoạn đường Nguyễn Thông để mình đi ra Phú Hài. Mình đi thẳng nó có hai nhánh đường, một nhánh mình rẽ bên tay phải là mình sẽ về Phú Hài, còn một nhánh mình đi bên tay trái là mình sẽ đi Hòn Rơm, Tháp Bù Sa Nư, đồi cát trắng, đồi cát vàng, suối tiên, lâu đài rượu vang, bảo tàng nước mắm thì ở khu vực đi thẳng ở phía trước này. Nhưng mà hôm nay thì Tissue sẽ kính mời cả nhà du lịch qua màn ảnh nhỏ cùng với Tissue qua khu vực phường Phú Hài. Phú Hài đây là cũng một cái nơi mà có cái những cái nhà người dân á, dọc theo vùng biển, cho nên ở đây khi mình đi xuống đây mình mua hải sản thì nó sẽ rẻ hơn và nó tươi. Và đặc biệt là người dân rất là thân thiện và dễ thương. Và hôm nay ngoài cái việc mình đi dạo ở trên những cái con đường, ví dụ con đường này mình đang đi dạo nè, thì đó là đường Ung Chiếm, thì phía trên xa xa một chút nữa là nó sẽ có chợ. Thì giờ này chợ cá mình vào thì nó sẽ có cá lưới đi vào, thì mình có thể là mua hải sản ở chỗ này, không nhất thiết là phải đi xa hoặc là đi sớm ở ra ngoài Mũi Né mới mua được hải sản nha cả nhà. Thì Su sẽ tìm cái chỗ gửi xe, đi vào gửi xe xong á là mời cả nhà mình đi vòng vòng trong chợ. Thạch xiên que, nem nướng cả nhà. Bây giờ ở đây bán cái này thịt nè, nem nướng mấy chục ngàn một cái vậy chị? 12 ngàn cái xiên như vậy. Đây chợ hàng bước hàng rau này là ở phía trước thôi nha cả nhà mình, chứ chưa có đi vô sâu ở trong lòng chợ đâu. Cái này mới chỉ có phía trước thôi. Ở dưới này thì họ bán đồ bình dân cũng dễ mua. Bên này có trái cây, thì Su sẽ qua đây coi trái cây. Táo tàu. Bây giờ đặc biệt của mình ở đây có táo tàu. Anh ăn gì không? Ăn táo tàu, táo thì ngon hơn nè. Dạ, 25 ngàn có tính được cho nè. Nhãn, táo tàu, cái kia là mận. Mận cơm 60 ngàn đồng một ký. Táo tàu, ổi, mít to nữ. Mấy mày ở cái nhà sửa đồ đó. Cái
đang bán ốc gạo này cả nhà. Ốc gạo. Ủa chị, dạ ốc này ốc ở đâu rồi chị? Ốc ruộng em. Dạ không, tuần bữa sau mới ra. Đây là ốc gạo, mấy chục ngàn ký hả chị? 25 ngàn. Này về bỏ ớt nhiều vô là bỏ ớt xả nhiều nước, xả ớt rồi nó ra cát ra bùng. Nè hai vợ chồng bán ốc. Bữa này là, ủa hết rồi hả? Hết rồi, hết trơn rồi. Ê, dạ, đây là sầu riêng. Dạ, đây là sầu riêng nè cả nhà mình. Đó, bà ngoại bán sầu riêng. Sầu riêng mít. Bên này là chuối cơm nè cả nhà. Mình đi vòng vô trong lòng chợ. Chợ này thì rất là dễ mua đồ, người ta bán không có nói thấp, và những người bán người ta rất là thiệt tình đó. Ở trong chỗ này có bán dừa. Dừa này ở đâu mà trái nhỏ nhỏ vậy chị? Dừa xiêm đó chị, nhà trồng. Cho em trái đi. Có ống hút uống không? Dạ, cho em trái. Đâu, xiêm này cả nhà. Dừa xiêm. Mấy ngàn? 10 ngàn. Dạ. Trái nào ngọt đó nha. Anh ơi, trái nào ngọt? Em uống xong em nói trời chua lè là tắt cười lắm á. Trái nào cũng ngọt nhưng mà ý là ảnh. Dạ. Nghe nói lựa dừa là phải búng búng đúng không anh? Có phải búng búng nghe cái tiếng sao để mình biết dừa già dừa non, chỉ cho em với khán giả nghe chứ. Đây nè, cả nhà mình nghe tiếng dừa nha. Cái dừa, cây dừa này thì gọi kêu cóc cóc. À, cóc nào. Còn hơi yếu xíu thì nó kêu bộp bộp. Bộp bộp là để lâu một chút thì mới ăn được, còn cóc cóc là trái này ngọt nè, đúng không? Cái uống nước ngọt. Dạ, cái uống nước ngọt. Rồi, cho em trái đó. Cái này. Nhưng mà người ta nói chặt dừa là chặt từ dưới chặt lên đúng không? Ở dưới nó sẽ già hơn ở phía trên đúng không anh? Đúng rồi, ở dưới này nó già. Dạ, ở phía dưới già hơn là ở phía trên. Ở đây cuốn bông nó cuốn bông ở dưới ra trước. Cuốn bông ra. Dạ. Cuốn bông ra đầu nên là dưới này mình ăn trái dừa từ dưới này ăn lên thì nó mới là gọi là vừa đúng đều, chứ còn mình ăn ở trên ăn xuống lại dưới ăn hết quầy là tới lúc đó nó già chát hơn rồi. 10.000 một trái cả nhà. Dừa xiêm. Xiêm Phú Hải hả anh? Hay là trồng ở đâu? Này xiêm Phú Hải. Xiêm Phú Hải. 10.000. Em cảm ơn ạ. Ngay cả nhà mình trái dừa đúng nào luôn này, ngon lắm. Dừa này thì uống là bát ngát ngon rồi. Dừa đó rất là ngon. Đây là hàng bán ha. Bán gạo đó ha chị ha. Bây giờ uống xong cái trái dừa cái mình đi vô tiếp nha cả nhà, đi vô trong chợ. Công nhận trái dừa xiêm nó ngọt ngọt và thơm, và nó có ga, nó uống nó rất là đã. Giờ này vô chợ thì mé bên này là những cái hàng cá mà của thuyền đi nhiều ngày, còn ở bên kia thì là những người đi lưới thúng, mà giờ này nhìn thấy qua giống như hết rồi. Xin chào. Cá ngừ đâu? Cá ngừ Việt Kiều biểu quay từ hàng cô Hiền á. Hả? Cá ngừ hả? Qua cô Hiền này, tập phố cô Hiền này quay. Chơi vậy? Người Mỹ người ta yêu cầu á. Ờ.
Ủa chị biết cái người nào mà người ta có trông coi chăm sóc mộ được không? Ví dụ như nhổ cỏ. Có. À có, biết có, không? Mà làm đàng hoàng á. Trời ơi. Ờ à, chị luôn á. Chỉ cho em người đi. Bây giờ ai lên động chợ? Em cần gặp bây giờ để chỉ cái mộ, tại vì có người ta cũng nhờ tìm giùm một người chăm sóc cho đàng hoàng á. Mấy bữa thì giờ này ai lên chợ? Đây. Hàng đồ khô. Đồ khô bán rất là nhiều loại trong này. Đậu xương sướng này. Vậy sao hả? Đâu cho ông mượn em đi về xe. À giờ này vắng vào sao chín sớm nè. Dạ đi, đi qua. Thì do này cứ toàn gặp người quen thôi. Dạ ba tháng nó vô một lần mà. Ủa mấy nay ở ngoài cảng còn không chị? Hay là kiểu như này tới tháng bắt muốn nhậu vô đó. Dạ có hai à. Qua cảng Thanh Hải hả chị? Phải không? Đi qua đây chi nữa trời. 7 đồng là 9 ký à. Như á. Nếu có cái đâu chạy thảo vô rồi. Tiêu su đi á là không có, không còn mấy chị cá thúng vô nữa. Đây cắt thịt bò. Cầm lên là để nguyên miếng nó khô. Nguyên miếng như vậy thì cầm vô có đặt nó khô. Vừa để nguyên miếng như nè, cái bóng bóng rồi nè. Được mà. Để nguyên miếng như nè. nhớ tìm giùm em người nha. Ok. Ok chị. Dạ. Chị mãi không già luôn á. Chị mãi không già. Dạ đúng rồi, em có quay á. Ây à, bây giờ mình sẽ đi qua bên góc này cả nhà đi tìm. Này ghẹ nè, này ghẹ người ta lựa hết rồi. Này còn lại ít ghẹ thôi. Cái ghẹ này là ghẹ. Con ghẹ này là ghẹ mặt trăng hả chị? Phải không? Dạ. Này ghẹ mặt trăng, còn con này là ghẹ gì? Đá hả? Ghẹ len. Len. Cua len. À cua len. Cua len ghẹ mặt trăng. Cái này là nhiêu ký chị? 120 nghìn. Cái nhà mình đi chợ này thì đi sớm một xíu ha, thì xưa đi hơi trễ. Dạ. À cái này tới bữa kia lượng mình 86 đúng không? Cái tường à, có 61 à. À mình đi vô chợ giờ này hơi trễ một chút, cho nên là những cái hàng cá lưới không có. Cả nhà mình vô chợ này mà muốn mua hàng cá lưới mình đi sớm hơn nha. À giờ này thì mấy chị bán cá cũng gần hết rồi. Vô chợ quay qua dòng cá. Chợ này cũng có những cái món ăn cũng ngon, nói chung là bình dân. Để xu rẻ qua cho cả nhà mình. Giờ này người ta muốn dọn chợ rồi cả nhà. Dọn hết rồi. Qua đây còn một thúng bánh. Chè à, ăn chè đi cả nhà. Ăn chè nha. Ê, ăn chè nóng. Chè nóng. Cho em bị đậu bi. Bị gì nữa chị? Một bị đậu bi thôi. Với một chén chè chuối ăn ở đây. Đi nha. Ăn chè quay đường lên TV này. Cho em một cục chuối thôi chị. Một cái chuối thôi mà ăn. Ừ dạ một cái chuối thôi. Đó thích ăn cái đó nhiều chứ không thích ăn chuối nhiều. Cho đậu phộng ha.
Bao nhiêu một chén vậy ạ? 5.000 Dạ, ủa rẻ dữ vậy hả? Có 5.000 thôi cả nhà mình ơi. Ê, cả nhà mình chén chè 5.000 ăn ướt sữa nữa mất tràn trà luôn nè. Ôi chà, ăn cái này là thôi rồi, no tới chiều luôn á. 5.000 một chén chè, đậu phộng thơm, nước mũi luôn. Để chị tưởng rồi. Ngày nào cũng bán hai món chè này hả chị, hay là có bán món khác nữa không? À, có bắp thì bán bắp. À, chè bắp thì bán bắp. Dù không có bắp thì có việc có phải mì thì bán phải chè với mì. Dạ. Nên mình đậu món. Còn không có nữa thì nấu chè với nước ngọt. Chỉ có bán chè thôi, có gì khác nữa không ạ? Không ha. Nghề chè thôi. 2.000 ăn cùng kịp. Dạ, trời ơi, về bán 2.000, 3.000, 5.000 ăn rồi no luôn á. Nhỏ cái bánh xèo có 5.000. Ngao bây giờ cũng nấu không? Rồi gặp cô. Bây giờ cá gì đây? Mực ra vô mực tươi ra này. Đi vô mực tươi đây. Đi vô mực tươi hả? Mới vô. Kem dao đề. Ô, ăn cái kem ngon quá cả nhà. Kem tây thơm ngon đặc biệt. Kem dừa. Kem đậu xanh. Một cây 2.000 hả chú? Một cây 2.000 hả? 3.000 em ạ. Ủa 3.000 luôn hả? Hôm nay lên 3.000. Dạ cảm ơn. Có ở bên chợ Phước Thủy có một chị bán kem này cũng ngon lắm. Bây giờ thì tôi sẽ dạo dạo một chút xíu xuống dưới này nha. Bà con dưới Phú Hài này dễ thương lắm cả nhà. Hiền hòa, dễ chịu, dễ mua, dễ bán, dễ thương. Này là bí nè, bí này mới hái xuống. Bầu. Ở đây là một chỗ bán hải sản khô ở chợ Phú Hài cả nhà mình. Cô này thì cô bán hải sản khô nè. Này có mực nè. Mực này mực gì hả cô hả? Bèo. Mực bèo hả? Bèo. Giá là bao nhiêu ạ? 350. 350, còn tôm khô kia ạ? Tôm khô 700. Tôm khô là 700 cả nhà mình. Đây là đông lạnh hút chân không, này là cá gì nữa ạ? Cái này mực khô lớn. À, mực khô lớn 1 triệu hả? 1.1 triệu. 1.1 triệu. Cái này 1 triệu là này nè. 1 triệu là loại nhỏ hơn. Nhỏ hơn. À, 1 triệu. Tôm khô, trời ơi. Cái này mình là tươi. Mực cán nướng nữa nè. Mực hả? Mực cán rồi nướng lên hả? À. Này. Đây là mình có số điện thoại gì không cô? Ấy, không có số điện thoại rồi ví dụ khách người ta muốn mua làm sao? Bàn. Hả? Cô có bàn à? À thì cô cho số điện thoại bàn, số mấy hả? 0252. À 0252. 38. 38. 13. 13. 223. 223. Dạ rồi, con nhớ số cô rồi con đọc cho khán giả dù ai mà muốn mua tôm khô, mực khô. Ừ. Thì nói chung là Phú Hài là họ đi hàng đây. Trắng tinh ngon. 300 mấy hả cô? Cái này là về người ta làm cái gì? Nấu lẩu hay là ta nướng chiên được mấy ông ăn thường. À, thêm một ít tỏi rồi đó ha, tỏi ớt rồi đó ha. Xì dầu, chanh đường, nhậu lai rai. Cô này có giá nữa hả? Dạ, ở ngoài này thì nhiều giá cả nhà. 920, 820, 720, 600 và 460. 460 thì nó nhỉnh hơn, nó bằng bàn tay mình thôi. Còn loại kia, loại lớn thì nó là 1.1 triệu. Rồi, con cảm ơn cô nha. Dạ. Rồi, Tiso bây giờ thì cũng xin phép cả nhà mình là Tiso sẽ dừng video clip ở đây ạ. Kính chúc sức khỏe của chú anh chị các bạn, niềm vui, hạnh phúc và bình an. Cảm ơn cả nhà Định đã dành thời gian xem chương trình và đăng ký kênh ủng hộ Tiso. Kính chúc sức khỏe. Tạm biệt cả nhà mình. Hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.